Thượng tọa Giác Đẳng. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính cung thỉnh Thượng tọa Nam Mô Bụt Tha Gia. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng ứng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý vạn hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Gia. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Xin hỏi vị có nghe được chúng tôi rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị, cảm ơn thượng tọa. Anh đã mong có thai chưa? Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 50, mà trong bản dịch dùng cái tên là kinh Hàng Ma. Thật ra Mara Tachinidya Sutta, chữ Tachinidya ở đây có nghĩa là cái sự quở trách, cái sự khiển trách. Ở trong lục tạng Chu Lâu Bát Tát tiểu phẩm, khi nói đến tất chân đi giác cầm á, tức là một tăng sự khiển trách vị tỳ kheo ở tại một địa phương mà có những cái sở hành khiến cho các cư sĩ họ mất niềm tin về Phật pháp. Còn cái tâm sự Nijasa, Nijasa Kama, tức là giáo dục hay là giáo huấn đối với những vị tỳ kheo mà có những cái sở hành không tốt, thì giáo huấn các vị đó. Còn khi mà
khiển trách giống muốn xong, nhưng mà các vị tỳ kheo vẫn chứng nào tật đó không bỏ và cứ tiếp tục như vậy, thì lúc bây giờ chư tăng sẽ hành xử nisaraniya tamma, tức là tận xuất, tức là đuổi khỏi địa phương, không có cho lưu trú ở đó nữa, vân vân. Và do vậy cái từ tác chính đi giấc tâm mắt cũng như các cái từ Phật học khác, chúng ta có thể dựa vào luật tạng mà chúng ta minh định ý nghĩa một cách xác thực. Cái tăng sự này được ghi chép cách rõ ràng về những cái sự kiện của các vị tỳ kheo bất thiết phụ bất chấp các vân vân. Thì do đó bài kinh ngày hôm nay được đổi lại thành kinh Nghiêm Quốc Ác Ma. Nhưng mà nếu dịch là kinh hàng ma thì cũng có thể hiểu đó là hàng phục ma. Tôn giả Mokkalana ngày hàng phục ác ma, không phải bằng thần thông mà bằng cái sự nghiêm quốc, cái sự quả trách. Và ngài nghiêm quốc bằng cách là kể lại quá khứ của ngài khi còn là Dạ Xoa là Ác Ma Đu Si. Và thưa quý vị, ở đây cũng có một điều cho chúng ta biết rõ điểm này. Được gọi là ác ma đó, có nghĩa là một Dạ Xoa hay một chư thiên không có hiền thiện, thường hay quấy phá hoặc là làm hại đến các bậc xuất gia tu hành. Vì vậy cho nên cái danh từ Mara hay Papima Devata, chữ Papima đi tức là ác xấu, một vị chư thi xấu xa gọi là Mara. Chúng ta phải hiểu như vậy, bởi vì tiền thân của ngài Mokkalana cũng là ác ma, cũng là Ác Ma Đu Si, vốn là cậu của ác ma hiện tại này. Và ác ma này là cháu của Ác Ma Đu Si, chính vì lẽ đó mà ngài Mokkalana ngài mới nghiêm quấn cái người cháu của ngài là ác ma đã quấy nhiễu ngài trong lúc ngài đang đi kinh hành. Và cũng chính vì vậy mà được gọi là kinh nghiêm quấn ác ma hay là kinh hàng phục ma. Bài kinh hôm nay sẽ được thượng tọa Tuệ Quyền, vị giảng sư trong ngày thứ ba giảng giải. Và bây giờ trước tiên kính mời
cô Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh, rồi sau đó cùng thỉnh thượng tọa giảng sư thuyết giảng. Là một cái thầy vậy. Sa thú khăn chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học ngày hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 50. Kinh Hàng Phục Ác Ma Mara Thaccha Niya Sutta. Tinh bài kinh được đặt theo nội dung mà qua đó tôn giả Mahamoggallana khiển trách ác ma đã quấy nhiễu ngài. Trong bản dịch, tựa đề của kinh là Kinh Hàng Ma. Thật ra, chữ Thaccha Niya có nghĩa là quở trách, chứ không phải là hàng phục. Do vậy nên đổi lại thành Kinh Nghiêm Huấn Ác Ma. Một thuở tôn giả Mahamoggallana trú ở vườn Nai, giữa dân chúng phát giá tại Sumsu Maragira, rừng Phết Xá Cá Lá Quá Ná. Bây giờ ác ma quấy nhiễu ngài lúc đang kinh hành. Tôn giả đã nêu rõ quan hệ đời trước với ác ma và thuật lại nhân quả bản thân ngài trong quá khứ để huấn thị ác ma. Tôn giả Mahamoggallana thường được biết qua âm Hán Việt là Mục Kiền Liên, là một trong hai thượng thủ thinh văn của Đức Phật. Ngài được biết là đệ nhất về thần thông và là một trong hai vị giáo thọ lớn nhất của tăng chúng. Có ba điểm được biết về bậc đại thánh này. A. Do nhiều kiếp chú trọng về tu dưỡng thần thông nên ngài tạo nhiều ác nghiệp và bị quả khổ trái ngược với hạnh thiên về trí tuệ của tôn giả Sariputta, hai vị là bạn đồng song chí thân. B. Tôn giả Mịch Mục Kiền Liên từng có tiền kiếp tạo ác nghiệp với cha mẹ ruột của mình nên quả nghiệp đeo đẳng nhiều đời. C. Ngài là vị từng thăm viếng nhiều cảnh giới địa ngục hay cõi trời hoặc mục kích các loài ngạ quỷ và sau đó thuật lại qua nhiều bài kinh trong Tam Tạng Pali. Có lẽ vì hai điểm sau nên kinh điển Phật giáo Bắc truyền tạo thành một hình ảnh đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát với mô tả về hành trình vào địa ngục cứu mẹ như một cách làm đẹp hình ảnh của một vị thượng thủ thinh văn. Ác ma trong kinh này là một dạ xoa nhiều thần lực có liên hệ quyến thuộc đời trước với tôn giả. Ác ma, ở đây ta cũng thấy ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không thấy ta. Này ác ma, nay ngươi đang đứng giữa nơi cửa miệng. Này ác ma, thuở xưa, ta là ác ma tên là Dusi và chị ta tên là Kali. Ngươi là con trai của ta, của chị ta. Như vậy, ngươi là cháu ta. 242. Ác ma quấy phá đệ tử Phật. Ác ma chui vào thân của tôn giả Mahamoggallana. Kinh văn, như vậy tôi nghe một thời tôn giả Mahamoggallana trú giữa dân chúng phát giá tại Sumsu Maragira, rừng Phết Xá Cá Lá Quá Ná, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, tôn giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. Khi ấy, ác ma đi vào bụng tôn giả Mahamoggallana ở trong bao tử. Rồi tôn giả Mahamoggallana nghĩ như sau: nay sao bụng của ta lại nặng như có gì chồng chất quá đây? Rồi tôn giả Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào tự viện và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn giả Mahamoggallana thấy ác ma,
Sau khi đi vào trong bụng, đang ở trong bao tử, thấy vậy, Tôn giả liền nói với ác ma: "Hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh đau khổ lâu dài." Rồi ác ma suy nghĩ: "Vì sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sau: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai, đệ tử của Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh đau khổ lâu dài." Chính vì bổn sư cũng chưa biết ta mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được? Rồi Tôn giả Mahamoggallana lại nói với ác ma như sau: "Này ác ma, ta biết ngươi, đừng có nghĩ rằng vị ấy không biết ta, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nghĩ như sau: vì sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sau: hãy đi ra, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh đau khổ lâu dài." Chính vì bổn sư cũng không biết ta mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được? Rồi ác ma suy nghĩ như sau: vị sa môn này biết ta, thấy ta và nói như sau: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh và đau khổ lâu dài. Rồi ác ma từ miệng Tôn giả Mahamoggallana bước ra và đứng giữa nơi cửa miệng. Tôn giả Mahamoggallana thấy ác ma đứng giữa nơi cửa thứ thấy vậy, bèn nói ác ma: "Ác ma, ở đây ta cũng thấy ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không thấy ta. Này ác ma, nay ngươi đang đứng giữa nơi cửa miệng. Này ác ma, thuở xưa ta là ác ma tên là Dusi và chị ta tên là Kali. Ngươi là con trai chị ta, như vậy ngươi là cháu ta." 243. Không dùng thần lực mà chỉ nghiêm huấn. Tôn giả huấn thị ác ma bằng việc kể lại nhân quả đời trước của chính mình. Kinh văn: "Này ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn, các Cus, Santha, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ra đời. Thế Tôn, các Cus, Santha, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác có hai vị đệ tử tên là Vidura và Sanchipa. San chí quá, hai bậc tối thượng, hai bậc hiền giả. Này ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn, các cú san thá, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, không một ai ở đây có thể bằng Tôn giả Quý Thú Rá về thuyết pháp. Này ác ma, vì lý do này, Tôn giả Quý Thú Rá được gọi là Quý Thú Rá Vô Song. Còn Tôn giả San Di Quá là vị đi rừng, đi gốc cây, đi các chỗ không người và chứng diệt thọ tưởng định không khó khăn gì. Này ác ma, thuở xưa Tôn giả San Di Quá đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Này ác ma, có người chăn bò, chăn thú làm ruộng. Các lữ hành thấy Tôn giả San Di Quá đang ngồi nhập diệt do thọ thượng tưởng định dưới một gốc cây, thấy vậy liền nói với nhau như sau: "Thật vi diệu thay, các này các Tôn giả, thật hy hữu thay, này các Tôn giả, vì sa môn này chết mà vẫn ngồi, chúng ta hãy hỏa táng ngài." Rồi này ác ma, các người chăn bò, chăn thú làm ruộng, các lữ hành liền thâu lượm cỏ, củi và phân bò trồng lên thân Tôn giả San Di Quá, đốt lửa và bỏ đi. Này ác ma, Tôn giả San Di Quá sau khi đêm ấy đã tàn, liền xúc định phủi áo, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào làng khất thực. Này ác ma, các người chăn bò, chăn thú làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả San Di Quá
đang đi khất thực, thấy vậy liền nghĩ: thật vi diệu thay, này các tôn giả, thật hy hữu thay, này các tôn giả, vì sa môn này chết mà vẫn ngồi, nay được sống lại. Này ác ma, vì lý do này, tôn giả sang di quá được xưng danh là sang di quá. 244. Pháp Phật trị ma ám. Bằng cách suy khiến các gia chủ phỉ phán, quấy nhiễu chư tỳ kheo, kinh này ác ma, rồi ác ma Du Si nghĩ như sau: ta không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiền pháp này, vậy nay ta hãy nhập vào hàng Bà La Môn gia chủ và nói như sau: hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiên tánh. Do bị phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại bởi các ngươi, các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy ác ma Du Si mới có dịp để chi phối họ. Rồi này ác ma Du Si nhập vào hàng Bà La Môn gia chủ và phỉ báng, ma lị, thống trách và nhiễu hại các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiền tánh như sau: những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gốc chân này, họ nói: chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con cú đậu trên cành cây, khi đang rình chuột, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gốc chân này, chúng nói, chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can trên bờ sông, khi đang rình cá, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gốc chân này, họ nói: chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con mèo ngồi bên đống rác, khi đang rình chuột, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gốc chân này, họ nói: chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con lừa gánh nặng được đặt xuống, đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gốc chân này, chúng nói: chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Này ác ma, lúc bấy giờ, phần lớn những người ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh về cõi dữ, ác thú, đạ, đọa xứ, địa ngục. Rồi này ác ma, Thế Tôn, các cứu sanh thá, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, những Bà La Môn gia chủ bị ác ma Du Si nhập vào và nói: hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các tỷ kheo có giới hạnh và tánh thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại bởi các người, các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy ác ma Du Si mới có dịp để chi phối họ. Này các tỷ kheo, hãy đến biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến mạng với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ,
biến mạng một phương với tâm câu hữu với xã, rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biên mãn. Với tâm, câu hữu với xã, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Rồi ác ma, các tỷ kheo ấy được Thế Tôn, các cứu sanh phá. Bậc A-la-hán, chánh đẳng giác khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng. Biến mạng một phương với tâm câu hữu với từ rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến mạng với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, với không hận, không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, biến mạng với phương, với tâm câu hữu với xã, rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến mạng với tâm câu hữu với xã, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 243. Lại dùng pháp Phật trị ma ám. Ác ma, tiền thân của tôn giả, dùng miếng mồi danh lợi. Kinh văn: Này ác ma, rồi má ra đu si. Suy nghĩ như sau: Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay hay chỗ đến hay chỗ đi của các tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy ta hãy nhập vào các bà la môn gia chủ và nói như sau: Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ. Rồi này ác ma, ác ma Dusi nhập vào các bà la môn gia chủ và nói: Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này được các ngươi tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, có thể đổi tâm, và như vậy ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ. Rồi này ác ma, những bà la môn gia chủ bị ác ma Dusi xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này ác ma, sau một thời gian, những vị này mạng chung, và phần lớn sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiền thú, thiên giới và đời này. Rồi này ác ma, Thế Tôn, các cứu, sam thá, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các bà la môn gia chủ bị ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: Các ngươi hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này được các ngươi tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, có thể đổi tâm, và như vậy ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ. Này các tỷ kheo, các ngươi hãy sống quán bất tịnh trên thân, quán tưởng nhàm chán đối với các món ăn, quán tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tưởng vô thường đối với hành, với tất cả hành. Và này ác ma, những tỳ kheo ấy được Thế Tôn, các cứu sanh thá khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ trống vắng, sống quán tánh bất tịnh trên thân, quán tưởng nhàm chán đối với các món ăn, quán tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh vô thường đối với tất cả hành. 246. Làm ác hành tất nhận ác quả. Ác ma tiền thân của tôn giả đã thương đệ tử Phật. Kinh văn: Rồi này ác ma, Thế Tôn, các cứu sanh thá,
bậc A La Hán, chánh đẳng giác, buổi sáng đắc y, mang y bát với tôn giả Quý Thú Rá là thị giả đi vào làng để khất thực. Rồi này ác ma, ác ma Dusi nhập vào một đứa trẻ, cầm một hòn đá đánh trên đầu tôn giả Quý Thú Rá, khiến bể đầu. Rồi này ác ma, tôn giả Quý Thú Rá với đầu bị bể và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn, các cú sán thá, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi này ác ma, Thế Tôn, các cú sán thá, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhìn xung quanh với cái nhìn con voi chúa và suy nghĩ như sau. Thật vậy, ác ma Dusi không biết sự vừa phải. Này ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi địa ngục. Này ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi, sáu xúc xứ địa ngục, thiết qua địa ngục, biệt thọ khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và nói như sau. Này tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tim của ngươi, ngươi mới hiểu như sau. Ta sẽ bị trùng nước sôi 1000 năm ở địa ngục. Và ta, này ác ma, ta bị trùng nước sôi trải nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục. Trải qua 1000 năm trong đại địa ngục ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là Uthá Nima. Như vậy, do ác, này ác ma, thân của ta là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá. Một, địa ngục ấy thế nào? Dusi bị nấu sôi vì đánh Quý Thú Rá, đệ tử Cá Cú San Thá. Có 100 loại cọc sắt từ cảm thọ riêng biệt. Địa ngục là như vậy. Dusi bị nấu sôi vì đánh Quý Thú Rá, đệ tử Cá Cú San Thá, từ tỷ kheo đệ tử Phật. Hiểu biết rõ như vậy vì ngươi đánh tỷ kheo cán há chịu khổ thọ. 2. Dựng lên giữa biển cả cung điện trải nhiều kiếp, bằng ngọc trói lưu ly, huy hoàng cùng chiếu diệu, tiên nữ múa tại đây, trang sức màu dị biệt, tỷ kheo đệ tử Phật. Hiểu biết rõ như vậy vì ngươi đánh tỷ kheo cán há chịu khổ thọ. 3. Ai Thế Tôn khuyến khích được chư tăng chứng kiến với ngón chân rung chuyển lâu đài Quý Chá Gián Tá. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy vì ngươi đánh tỷ kheo cán há chịu khổ thọ. 4. Với ngón chân rung chuyển lâu đài Quý Chá Gián Tá, đầy đủ thần thông lực, chư thiên cũng hoảng sợ. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy vì ngươi đánh tỷ kheo cán ha chịu khổ thọ. 5. Ai hỏi vị sắc cá tại lầu Quý Chá Gián Tá, hiền giả ngươi có biết chứng ái tận giải thoát? Sắc cá đã chân thành trả lời câu được hỏi. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy vì ngươi đánh tỷ kheo cán ha chịu khổ thọ. 6. Ai từng hỏi Phạm Thiên tại hội chúng thiện pháp, hiền giả nay vẫn chấp các tà kiến khổ xưa, có thấy cảnh huy hoàng Phạm Thiên cảnh thiên giới? Brahma đã chân thành tiếp tục đáp câu hỏi, tôn giả tôi không chấp các tà kiến khổ xưa, tôi thấy sự huy hoàng Phạm Thiên cảnh thiên ơi, sau nay tôi nói được, tôi thường hằng thường tại, tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy vì ngươi đánh tỷ kheo khan ha chịu khổ thọ. 7. Ai với sự giải thoát cảm xúc cao sơn đảnh rừng đông Quý Đế Há, và người nằm trên đất, tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy vì ngươi đánh tỷ kheo khan ha chịu khổ thọ. 8.
Thật sự lửa không nghĩ, ta đốt cháy kẻ ngu đột kích lửa, tự mình bị thiêu cháy. Cũng vậy, này ác ma, người đột kích Như Lai, tự mình đốt cháy mình. Như kẻ ngu chạm lửa, ác ma tạo ác nghiệp, do nhiễu hại Như Lai, ngươi nghĩ chăng ác ma, ác quả không đến ta? Điều ác ma làm chắc chứ đã lâu rồi, ác ma hãy tránh Phật, chớ vọng tưởng tỷ kheo. Tỷ kheo chống ác ma tại rừng Phê Sa Ca Lá. Vị Dạ Xoa thất vọng biến mất tại chỗ này. Dịch giả Hòa Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung kính thường tòa Thệ Thiêu Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mê Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dân thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Mà chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng, kính lễ đến sư phụ từ siêu thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tăng, thượng tọa minh hành, để Đức Phật tính, để Đức Tự Tri, sư Nguyên Thông cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang Abhivadeni svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phakkhavato savaka sangho sang khang nam mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương đức tam bảo, đức phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nguyện nhờ quy lực tam bảo hành giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tôn nữ cùng chư phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng không ai mà không giống như học hiểu đạo Phật một chút xíu, dầu cho là nam truyền hay là bắc truyền thì cũng không thể nào không biết đến một cái tôn giả gọi là tôn giả Mục Kiền Liên hay là Mộc Canh Lan á. Hay chúng ta phải được biết, tức là nói đến cái chữ ma vương, cái chữ ma đó, thì như đã nói cái bài kinh hôm nay gọi là bài kinh Nghiêm Huấn Ma hay là bài kinh Hàng Ma Maratacca. Maratacca Aniya Sutta. Thì kính thưa quý vị, ở đây duyên sự mà chúng ta đã được nghe nói liên quan đến ngài Mục Canh Lan Á, khi ngài ngự ở tại cái dân ở vườn Nai, giữa cái dân chúng xứ Phách Phát Gá và tại Sung Sú Maragira, cái rừng Phesaka Lavana. Thì kính thưa quý vị, lúc mà ngài Mục Kiền Liên đang đi kinh hành thì ngài cảm thấy khó chịu ở trong người. Chúng ta cần suy nghĩ như vậy, ở trong người khó chịu, thật thế là ngài đi vào tư thế của mình và ngồi xuống và thấy biết con ác ma đó, đã thấy biết con ác ma nó ở trong người mình rồi. Sự thật ra thì đối với cái khả năng và cái thần thông của chính ngài thì thật sự ác ma có thể điều khiển bất cứ, hoặc là giả hiệu hoặc là trốn tránh ngài bất cứ ở chỗ nào ngài cũng có thể nhìn thấy. Thì ở đây ngài Mục Kiền Liên là một vị thượng thủ tinh văn của chính Đức Phật Tổ chúng ta. Ngài đặc biệt về thần thông, có một cái đặc biệt là ngài đệ nhất về thần thông. Khi chúng ta nghe nói về đệ nhất thần thông thì tới thần thông biến ở đây thì nó được tượng trưng như là một vị văn võ, một vị quan văn, đó chính là ngài Sa Đà Phật và một vị quan võ, tức là ngài Mục Kiền Liên. Nhưng không phải là để đánh trận, không phải là đang làm cái gì cả, mà chính là vị này có nhiều cái pháp màu đặc biệt hơn. Nói đến đây chúng tôi cũng nói cho quý vị biết là thí dụ như đệ nhất về trí tuệ là ngài Sa Đà Phật, và ngày sau ngài Sa Đà Phật đó là Mục Kiền Liên, và đệ nhất về thần thông là Mục Kiền Liên, mà
Còn người thứ ba mới nói cũng chính là ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta phải nhớ như vậy, chứ không phải là để nhất về trí tuệ rồi chứ giờ đây vậy thôi là ngài một kiện liên, ngài không có có những cái trí tuệ nó đặc biệt. Kính thưa quý vị, ngài có nhiều cái đề đặc biệt cho nên gọi là Akasavaka, đệ tử mà thượng thủ thinh văn của Phật. Nhưng điều một điều đặc biệt đó, như chúng ta đã được nghe cái lời dẫn đó, thì ngài Mục Kiền Liên á, là một trong những vị mà chính vì có nhiều thần thông cho nên ra vào các cảnh giới của địa ngục cũng như ở thiên giới. Ngài xuất nhập một cách tự tại ở trong các cõi giới đau khổ của chúng sinh và cũng như ở các cõi giới của trời. Cho nên khi nãy mà chúng ta nhớ có nhắc tức là ngay cả cái lâu đài quý chế danh tá hay là ngay cả cái địa ngục, dầu cho nó khổ đau như thế nào thì từ tiền thân ngài đã tạo những ác nghiệp. Ở trong kinh văn á, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì chúng ta cũng nhớ là không có nói đề cập đến cái mà không có liên quan cái gì mà đại hiếu Mục Kiền Liên mà là cái hình ảnh đó vào địa ngục để cứu mẹ mà là bà Thanh Đề. Thì trong kinh văn Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bali không có chuyện này. Nhưng kinh điển Bali rất nhiều lần kể rằng ngài Xá Lợi Phất, cái ngày Mục Kiền Liên ngày đi ra đi vào, hay là ngài thấy các loại ngạ quỷ, ngài đang đi trên núi với Chư Cô Tá, hoặc là núi núi này núi kia, rừng này rừng nọ, ngài thấy ngạ quỷ, hoặc ngài đi vào địa ngục, để ngài đi lên các cái cõi trời, thì rất nhiều lần, rất nhiều câu chuyện mà để diễn tiến như vậy, chứ hoàn toàn không có là một vị Mục Kiền Liên đi vào thấy mẹ rồi khóc thương mẹ, là hoàn toàn chuyện đó không có. Có một vị thánh thì không có chuyện khóc lóc, không có chuyện mà khóc, bởi vì khóc nó chính là sân tâm hay là sân phần, sân tật lẫn hối thì không còn, mà cũng không còn cái ái cái thương gì mà để khóc mẹ. Như mà chúng ta biết như trong kinh Đại Hiếu Mục Kiền Liên thì nó ở ngày khóc mẹ than biết không biết làm sao cứu mẹ đây, cho nên dịp về thỉnh Phật và Phật dạy tức là phải cúng dường đại chúng tăng vân vân, thì chuyện đó không có. Thì chẳng qua đó là một cách như lời dẫn của coi như lời sổ chính ý của thượng thủ đẳng, nó chỉ là một hình đẹp cho một vị thượng thủ thinh văn. Nhưng điều một cái hình ảnh đẹp này thì nó quả thật nó đi ăn sâu vào cái Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Truyền ở các nước Nam Á hay các nước, xin lỗi, ở các nước mà Bắc Á thì nó rất là nhiều, như là Trung Quốc rồi ở Cao Ly, Nhật Bản, Đại Hàn vân vân, thì đó chính là những cái truyền thuyết mà nó đưa qua ra. Thì ở đây có thể nói chúng ta biết là cái sản phẩm này từ sản phẩm của China, sản phẩm của Trung Quốc. Thì ở đó chính là cái điều mà thôi thì cái sự tình nó như vậy. Thì ở đây có một điều đó, có một lần mà khi mà nói đó, nếu mà nói nhiều về tiền thân, mà kể về tiền thân của ngài thì ngài là một người bất hiếu, chứ không phải là một người đại hiếu. Hãy nói đại hiếu thì các vị thánh khi mà thành tựu thánh quả hết trơn thì tất cả các vị đó đều là một con người có đầy đủ những cái thiện tâm thiện lành đối với quyến thuộc, đối với cha, đối với mẹ hết. Cho nên ai cũng sẽ là đại hiếu nếu như người đó tu hành chứng đắc thánh quả và an trú những người thân của chúng ta vào nơi an lạc, nơi tốt đẹp, hay là cái sự tu hành cho chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới hướng nguyện cái công đức đó đến cho những người thân của chúng ta. Chỉ có một câu nói rằng là như dân gian chúng ta nhất nhân hành đạo cũ quyền thân đó. Nếu như một người mà hành đạo, một người mà tu á, mà tu đúng tu tốt á, thì người ta mới cầu cho cái người thân của người ta được, hay là người ta chia phước đến cho hồi hướng phước đến cho người thân của người ta được. Dạ, thì kính thưa quý vị, thì nói một cách nó hơi ngoài một chút xíu là vậy. Còn thì kính thưa quý vị, đối với ác ma đó là cảnh giới của một cái chúng sinh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ác ma nó dở, ác ma nó rất có nhiều thần lực và ác ma nó cũng có nhiều cái khả năng. Như chúng ta theo đọc trong kinh, chúng ta vừa nghe kinh băng ác ma Dusi đó, thấy khiếp chứ, nó có nhiều thần lực đó chứ. Thì kính thưa quý vị, khi ác ma đã nhập vào
quấy phá đệ tử của cố Phật, tức là ấp quấy phá ngày một kiền liên. Thì khi đó ngày một kiền liên, ngày sau khi ngày biết có ác ma nó đang ở trong bầu tử, thì ngày mới kêu ác ma ngươi hãy đi ra, ngươi đừng có quấy nhiễu ta. Không phải ta, không phải chỉ có ta và ngươi, còn người khác nữa, chính Phật này cũng sẽ hiểu nữa, chứ phải không? Cái Phật giác của Phật ngài hiểu hết, chứ không phải là không hiểu ngươi đâu. Chứ đừng có nói rằng vì bổn sư của người này không hiểu, bây giờ tại sao người này hiểu, vân vân, tất cả. Chứ đối với vị Phật toàn giác thì ngài nhìn cái ngài hiểu, không cần cái gì mà bay qua được cái lưới coi như là tệ vứt của ngài. Cho nên vì vậy nói ngài một kỳ liên nói cho ác ma biết cách khẳng định rằng, nhưng ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết hay người khác không biết, mà chính Phật cũng biết ngươi thôi, chứ không phải mình không biết đâu. Ngươi đừng có làm như vậy, chớ có làm như vậy, hãy mau ra đi. Ngươi đừng làm như vậy, ngươi làm như vậy sẽ đau khổ cho chính ngươi, đau khổ lâu dài cho chính ngươi. Ở đây là quả thật, khi chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy chỗ này rất là đặc biệt. Đối với ngài một kiền liên, cũng như một người thầy thượng đẳng, nhưng điều mà khi bị người ta vay mình á, thì mình nói lời nhỏ nhẹ cho người ta, chứ không có dùng cái thần lực hay không có dùng cái võ nghệ của chúng ta mà để chống trả. Thì đây chính là như vậy, thì mới thấy rằng cái sự nghiêm huấn hay cái sự chỉ dạy của các ngài nó mới là tuyệt vời. Các ngài dùng cái khẩu giáo để dạy cho Phái Đu Si. Và cũng chính là một điều này đặc biệt nữa, đã xác định, ngài xác định này ác ma, ta là ác ma Đu Si thử trước đó, nói cho ngươi nghe như vậy. Và chị của ta đó là Kali, mà ngươi là con của chị ta, cho nên ngươi là cháu ta. Cho nên với tư cách là một người cậu dạy cho người cháu, đừng có làm như vậy, một sự nghiêm huấn đặc biệt. Khi ác ma nghe như vậy, ác ma rút ngay rồi ra tại ở miệng của ngài, đứng ở đó ngay cửa miệng. Khi chúng ta nghe thấy như vậy thì chúng ta thấy thì ra ác ma này nó thấy biết được như thế và nó chạy ra liền. Và khi chạy ra như vậy thì chúng ta thấy chính ngài một kiền liên, ngài một cái là đã xác định rõ đây ngươi không nên như vậy. Tất cả ta và Phật biết ngươi một cách rõ ràng, một cách đặc biệt nữa. Chỉ dùng cái lời nói huấn thị, chứ không có có dùng một cái thân lực của chính ngài mà để làm cho cái ác ma này nó phải sợ sãi, không cần. Và để khuyên đừng có làm như vậy. Một điều này chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Ở đây là chỗ nó quan trọng. Ở trong kinh văn ngài mới thực lại, kể lại, thuật lại cái đời trước, nhân quả đời trước. Thời xưa, lúc mà thời của Đức Phật Các Cú Sanh Thá đó, thì lúc đó ngài là Đạt Ma Đu Si đó, thì có hai vị đệ tử là Quý Thú Rá và Say Chí Bác. Tức là ngài Quý Thú Rá này, tức là đệ nhất về, chúng ta gọi cũng như đệ nhất về thuyết giảng đó. Và vị thứ hai đó là đệ nhất về Say Chí Giá, tức là vị mà chuyên đi về một gốc cây, tức là để tu tập. Ở chỗ này rất là hay, rất là đặc biệt. Biết chúng ta học được kinh văn, nhất là vi diệu pháp, thì chúng ta mới thấy chỗ này mới là cái chỗ hay nè. Khi đó vị ấy đến gốc cây, cho nên dập tiền và diệt thọ tưởng định một cách dễ dàng. Và khi mà tôn giả Say Chi Bá này đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định với một gốc cây, thì ác ma cùng các người chăn bò, cùng tất cả những người lữ hành đi ngang đó, thấy ngài nhập diệt như vậy, cũng như thấy như một người chết, cứ tưởng luôn như là một người chết, mới lấy coi như là mới
vì người nghĩ là mình cứ như sa môn này chắc chết rồi, cho nên mới lấy cái củi và cái cỏ đồ rồi lên để chất lên ngài mà đốt và bỏ đi. Và sau khi mà bỏ đi, khi đêm ấy đã tàn thì ngài xuất cái thiền diệt thọ tưởng định và đi vào buổi sáng đắp y mang bát. Điều thứ nhất khi chúng ta học quy diệu pháp thì chúng ta biết muốn nhập được gì thì thiền diệt thọ tưởng định phải chứng tứ quả tam quả tứ thiền mới nhập thiền diệu thọ tưởng định được. Mà khi mà nhập thiền diệu thọ tưởng định thì nó có một điều đặc biệt là lửa nước không có thể xâm phạm được, không có một cái gì có thể xâm phạm làm cho vị đó chết. Vị đó sẽ tự động xuất thiền khi có yêu cầu của đại chúng tăng, khi Đức Phật ngài yêu cầu khởi nghĩ lên vẽ xuất thiền thì vẽ sẽ xuất thiền. Và không có một cái nguy hại nào mà có thể làm cho vị đó chết trong khi mà nhập thiền diệt thọ tưởng định được. Mà không dễ dàng nhập thiền diệt thọ diệt tưởng như định. Dạ. Vì ấy phải là một vị thánh mà chứng tứ thiền, tam quả tứ thiền thì trở lên thì mới có đủ khả năng. Và luyện thiền, chứng thiền như vậy nhưng phải luyện thiền ra vào. Cho nên vì ngày Sa Chi Quá này nhập chuyên về nhập gì thì tự tịnh, cho nên ngày xuất nhập tự tại mà. Dạ. Cho nên vào buổi sáng hôm sau đi thì thấy vị này, ủa sao đi khất thực, sao lẫn đi bát như vậy, cứ nghĩ rằng vị này sống lại, cho nên ngài được đặt một cái biệt danh đó, tức chính là Sa Chi Quá, là như thế. Đây rất là đặc biệt, đây rất tuyệt vời. Kinh văn dạy như vậy thì chúng ta thấy nếu cái chuyện thiền á, nó Achinh Tu Vô nó bất khả tư nghị, mà thiền diệt thọ tưởng định nữa thì coi như là đúng gọi là cái thiền mà chúng ta biết là nước không thể xâm nhập, quả không thể thiêu, nước không thể làm cho vị đó có thể, hoặc là một cái điều kiện khách quan nào làm cho vị đó có thể chết đi thì có thể tan xác được. Như ngày Xá Lợi Phất, ngày ngồi nhập thiền diệt thọ tưởng định, 500 cỗ xe bò đi qua mà không có nghe, không có làm ngày dao động gì cả. Hay là một cái con dạ soi đó, nó xách một cái rìu đập trên đầu của ngài đó. Thì khi ngài xả thiền ra thì chỉ ê cái đầu, mà cái chùy của con dạ soi đó nó đập bên nơi nào thì ngay cả đập cái núi cũng tan, cũng cái núi cũng coi như là cũng coi như là vỡ luôn, tan nát luôn, nhưng cái đầu này cũng sao. Dạ, có những cái câu chuyện nó liên quan như vậy đó. Dạ. Thì mình sau khi mà đọc cái đầu ngày xong, đọc ngày hình như là ngày đúng hình như là ngày Xá Lợi Phất cái xong thì cái con dạ so nó đi, nó vừa bỏ đi một cái là nó vừa đọc xong, nó vừa bước đi là đất rút luôn. Dạ, một cái hành động quá là ác. Thì kính thưa quý vị, thì gì thế cho nên là chúng ta mới thấy được rằng một cái cười mà được như thế, nó không phải là một cái vấn đề, mà chính người ấy đã có một cái sự tu tập từ tiền thân rất là lớn. Và rồi thì chúng ta thấy khi mà Atma Dusi đó, xin lỗi, Atma đó đã làm như thế, mà ngày Sa Chi Quá này vẫn không có hề hấn gì. Đây là cũng một điều đặc biệt. Và như thế thì chúng ta mới được. Và thời xưa nữa đó thì Atma Dusi đó mới biết được bây giờ ta làm dao động, ta làm dao động tâm tư của những người tu. Bởi vì những người này á, là những người tu tập tốt, những người tu tập tịnh hạnh, có giới hạnh, có thiện tánh. Nhưng bây giờ ta phải xua sai khiến một số người cúng dường, một số người gia chủ, một số người bà la môn, gia chủ vân vân, để phỉ báng, để chửi mắng một cách thậm tệ, để cho các vị này dao động, để cho các vị này khởi lên cái sự hiền phận, cái sự bực bội, cái sự khó chịu. Và thế là Atma Dusi đã nhập vào, và thế là những người này đồng với Atma chửi mắng, phỉnh gạt,
coi như là phỉ nhổ, mạ lị, nhiễu hại đến các vị tỳ kheo. Và kính thưa quý vị, Ác Ma Đu Si nghĩ rằng nếu làm như vậy đó thì các vị này mới bị dao động, thì mới Ác Ma Đu Si mới chi phối được. Và thế là họ làm. Thì khi biết những người này làm như vậy đó, chúng ta thấy Đức Phật Ngài trị một cái liều thuốc rất là tuyệt vời. Khi biết những cái người chửi mắng như vậy, phỉ phỉnh gạt như vậy, Đức Phật Ngài dạy cái từ tâm, cái bi tâm, cái hỷ tâm, cái xả tâm ở khắp cùng các phương, các hướng, trên dưới ngang gì, vì ấy không có bị phải cái sân tâm khởi lên, không có bị sân tâm khởi lên. Amadusi chửi mắng rất nhiều, cùng với một số người chửi mắng rất nhiều, ví dụ rất là nhiều cái, phỉ báng rất là nhiều cái khủng khiếp. Như chúng ta thấy chửi kiểu như là như vậy thì như là con cú, như là con dạ can, hay là như là chuột, chuột nó rình mồi, hay là con mèo ở đống rác, con lừa vân vân, nó gánh nặng được đặt xuống. Mà con cú thì hai vai nó thụt, coi như là dễ diễn tả một hành động coi như là con người rất là ngu si, rất là khờ khạo, rất là mê si trong thiền, giải thiền vân vân, những cái trong đầu, những cái tiễn nô, những cái hát nô vân vân. Thì chính vì kích động như vậy, một cái áp lực như vậy, khủng bố như vậy, để cho tâm các vị này nó mới dao động, sợ hãi, rúng động. Nhưng Đức Phật Ngài dạy lấy cái gì? Lấy cái từ tâm để đối diện với cái sân tâm, với cái lời chửi mắng, không có bị chấp nhiếc, không có bị câu thúc ở trong lòng. Chính là chúng ta nhớ ở trong đời sống bình thường cũng vậy. Khi mình sợ hãi gì, mình thường thường niệm cái từ tâm, niệm cái từ tâm, thì không có ma không nhát, quỷ không hờn chúng ta được. Nó không có nó không có vồ vập chúng ta được. Mà chúng ta được bao bọc bởi một cái gì? Một cái lưới rào của tứ vô lượng tâm, của từ, của bi, của hỷ, của xả, vô lượng, vô biên, vô phương hướng, tức là phương hướng ngang trên dưới gì, nó một cách trật khắp cùng. Được Phật Ngài dạy được những người đệ tử hãy nhớ như vậy, câu hữu với các phương từ bi hỷ xả này, hết các phương xứ, nó khắp cùng các cái biên giới và biến mãn cứ như thế. Vì ấy an trú trong không sân không hận. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái bùa, mà hay là một cái hàng rào, một cái lưới rào rất là đặc biệt. Mong rằng tâm mình sẽ không bao giờ bực bội, không khó chịu, mình không làm với cái thân ác, mình không nói với cái thân ác. Dù hoàn cảnh nào, mình cũng sẽ nói với lời nói, cũng làm với cái hành động thiện, làm với hành động từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Không nói với hành động ác, không làm với hành động ác, lúc nào mình cũng sẽ nói với nói về từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, vân vân. Thì bằng một cái sự nuôi dưỡng, bằng một sự trải khắp, khắp cùng, rộng khắp như vậy, tâm của chúng ta nó mát mẻ lắm. Tâm của chúng ta nó vô biên lắm. Mà tâm của chúng ta không có bị hạn cuộc. Các phương hướng trên dưới, đông tây nam bắc vân vân vân, và không có bị hạn, không có bị giới hạn. Với cái từ tâm như thế, với cái hỷ tâm, với cái xả tâm, thì làm sao có cái gì mà có thể làm xây xưởng được cái người đệ tử. Cho nên vì vậy cái sự tu tập là một cần thiết. Cần thiết ở đây cũng dạy cho chúng ta nhớ tu tập về từ tâm. Chúng ta nhớ nha, cái chỗ điểm này Đức Phật các cuốn sanh thái dạy cho các thiền tỳ kheo đương thời, hãy tu tập từ tâm ngay khi đó đi. Cũng vậy, khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó chịu, hay là chuẩn bị
để chúng ta nuôi dưỡng cái từ tâm của chúng ta ở trong hiện tại này, để chuẩn bị cho những buồn phiền, chuẩn bị cho những cái nguy hại ở trong tương lai, ở trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, đối với người tu thì dầu cho là xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng nhớ, chúng ta hãy luôn luôn có một cái tâm tu, chuẩn bị cho cái chuyện xảy ra. Tức là chúng ta chuẩn bị trước một bài, chúng ta học trước, nội công chúng ta luyện trước, cho chúng ta thuần thục. Mà khi chúng ta thuần thục rồi thì nó sẽ không bị nguy hiểm, nó đột nhập chúng ta. Bởi khi mà tới thì có chuyện mới xài. Và cũng như những gì mà chúng ta được nghe, những gì chúng ta được biết qua chính lời Đức Phật đã dạy. Không Đức Phật hiện tại này thì chúng ta mới hiện nay chúng ta thấy đây là cái lời dạy của Đức Phật, các cố sanh tha, tiền thân. Các cố sanh thô cô nakamano nakayo kasbosir sammano gotamusakuyung, tức là trong trái đất này năm vị Phật thì đó là như vị Phật đầu. Thì chúng ta thấy đó chính là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đã dạy như thế, dạy cho chúng ta cái từ tâm để đối diện với sân tâm, với cái ác tâm. Từ tâm đối diện với cái ác tâm. Dạ. Và rồi Akmanusi thấy không được, thấy là đối với các vị sa môn này dùng cái lời nói ác, dùng lời nói xấu sẽ không làm các vị này xoay chuyển. Bây giờ dùng cái, tức là chúng ta thấy dùng cái miết mồi danh lợi, hay là dùng một cái sự tôn trọng, cái sự lễ bái, cái sự cúng dường, cái sự cung kính, cái sự cúng dường, cái miết mồi ngon mà dùng coi như là hình thức hù dọa chống phá không được, thì dùng cảm giác, cô dùng cách nhẹ nhàng hơn, tâm lý hơn, đến để tán thán, đến để tôn trọng, đến để đảnh lễ, đến để cúng dường và xúi dục các cái gia chủ, và cũng như một số coi như là những người dân để cùng làm như vậy. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Các Cú Sanh Thái là dạy cho những người đệ tử rất là đặc biệt, dầu cho người tán thán, dầu cho người cúng dường, đảnh lễ các ngươi một cách tốt đẹp, thì các ngươi hãy sống quán thân trên thân, nhàm chán với các món ăn, quán bất khả lạc với tất cả thế gian, quán tánh vô thường với các hành, thì đó là quán về tám tướng, về vô thường, khổ não, vô ngã, hay quán về thân bất tịnh, để cái gì, để đấu trị với cái lòng tham, với cái tham ăn, với cái tham danh, với cái tham nghe, tham thấy, vân vân. Những cái đó tâm của chúng ta khi mà quán đến bất tịnh, quán về thân bất tịnh, hay quán về cái vật thực để không dính mắc vật thực, để không tham luyến vật thực, và quán về thế gian nó sẽ khổ, chứ không phải là nó là một cái điều bình thường, và thế gian nó là vô thường, thế gian là khổ, thế gian là vô ngã, cho nên các ngươi sẽ không bị dính mắc. Thì chính Đức Phật dạy cho các tỳ kheo quán để không bị dính mắc trong cái lời khen, trong cái sự cúng dường, trong cái sự phỏng bái, trong một cái sự kính trọng của người. Ở đây chúng ta cũng nhớ một điều, người ta có thể xử tốt với mình rồi nó cũng sẽ qua đi, người ta có thân có thương, có tốt có đẹp cách mấy rồi cũng sẽ qua, không qua sớm không qua muộn, không qua sớm thì cũng qua muộn, chắc chắn phải chia, phải kết thúc. Và trong một cái sự khổ đau của cuộc đời này, của sinh tử này, cái đó nó không phải là một vấn đề nữa. Nhờ vậy mà các thầy tỳ kheo mới nhàm chán, mới không có bị dính mắc, mới không có bị ác ma nó chi phối. Và thế là ác ma Dusi biết như vậy, ác ma Dusi mới thấy được không thế nào mà làm cho tâm các thầy tỳ kheo đệ tử của Phật Các Cú Sanh Thái có thể
như ý của mình được. Và Madhusi này tìm cách hại khác nữa. Khi thấy Đức Phật cùng với tôn giả Vithura, tức là Vithura này tức là vị thị giả, đi vào làng khất thực, Amadusi nhập vào một đứa trẻ cầm một viên đá đánh trên đầu của tôn giả Vithura, khiến ngài bể đầu chảy máu. Đức Phật Kakusata đi phía trước, biết sao đệ tử của mình, thị giả của mình đang bị thương. Thì kính thưa quý vị, ngài đứng lại, ngài nói một câu mà rất là chí tình, chúng ta thấy một lời khuyến nhủ không kịp nữa rồi. Ngài ăn ma đu si đã quá đủ rồi, đã quá rồi. Người đã làm không biết cái sự vừa phải, có nghĩa là người đã quá đáng rồi, Madhusi. Vậy những người đệ tử của ta như vậy chưa đủ, bây giờ người lại còn đánh nữa à? Thì kính thưa quý vị, lúc đó đó Madhusi vì cái tội nó quá lớn, cho nên chúng quý vị biết rồi, liền ngay chỗ đó đất thúc nha. Từ trần tại chỗ đó, đất thúc tại chỗ, sanh vào địa ngục. Cái hành động ác quá lớn, sanh vào cái địa ngục. Mà chúng ta biết ở trong kinh giải đó là 10.000 năm, 1.000 năm á, nha, 1.000 năm ở 6 cái xứ địa ngục, rồi trải qua biết bao nhiêu là một cái sự trả quả cho cái hành động tàn ác chính mình, cảm thụ khổ lâu dài, và thân như con người mà đầu như là con cá vậy. Và cái địa ngục nó nấu sôi mà có nhiều cọc sắt đâm vào tim, từ trong tim có những cọc sắt đâm ra, từ những cọc sắt ở ngoài đâm vô tim. Thì kính thưa quý vị, nấu sôi nhiều ngàn năm và nhiều trăm năm cho đến 10.000 năm, tức là 1.000 năm, tức là 1.000, tức là 10.000 kiếp thì mới chấm dứt. Và cũng như là ngày cũng đã đi, cũng đã biết, cũng đã hiểu nhiều ở các cái nơi từ cõi trời cho tới ở cõi địa ngục. Cho nên vì vậy qua đây cũng là ngài một kiền liên muốn huấn thiện, muốn dạy cho ác ma: ta đã đi qua, ta đã hiểu bài hết, ngươi chỉ mới quậy chút xíu, quậy đừng ra đi. Thời xưa đó ta đã làm như thế kìa, giờ ta đã đau khổ như thế đó, đủ rồi, cứ đừng phải làm đau khổ nữa. Thì đối với người ngu thì ngươi làm như vậy, chứ sự thật ra các bậc hiền thánh đối với các ngài và Đức Phật đã hiểu biết tâm của ác ma một cách đầy đủ, một cách trần mạnh. Kính thưa quý vị, quả thật trong kinh văn dạy như vậy để chúng ta học được những cái gì, như là cái từ tâm để đối diện với cái sân tâm, với những cái gì mà cái mùi thơm đó, tất cả là những cái bẫy mồi đó, nó dắt chúng ta, và chúng ta lọt vào bẫy, tức là bẫy mồi của ác ma, tức là sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc, cung kính, danh vọng, lời lạc gì. Khi chúng ta vướng vào đó rồi thì chúng ta bị mê chấp, chúng ta bị cái sự câu thúc câu chấp từ những cái việc nhỏ cho tới cả việc lớn, từ chúng ta sẽ đánh mất tất cả từ một việc nhỏ thôi. Cho nên đây là một điều mà có thể nói rằng là khi tu tập á, người thánh đệ tử, một người đệ tử Phật á, phải biết rằng chúng ta hay là một người cầu học Phật pháp là chúng ta biết mỗi lần mỗi cái việc mà hành động lớn nhỏ của chúng ta làm, nó đều là một cái sự câu thúc, nó đều là một cái sự để lại, để ấn dấu lại của hậu quả nghiệp đời sau. Nó đều để làm cái nhân quả, để tác động cho đời sau, là thiện hay là ác, là tốt hay là xấu. Nó đều là một cái dòng chảy của nhân quả, dòng chảy của liên quan tương sinh tất cả. Mà
Ngài Moggallana dạy cho người cháu của mình như là một sự huấn thị, cũng là lỗi cho chúng ta hết. Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải như thế này thế nọ, tất cả mọi thứ chúng ta phải tu tập ở trên từ tâm hay ở trên cái quán, quán về thân hay quán về thân bất tịnh, hay quán về bất tịnh, hay quán về tất cả pháp nó vô thực, khổ não nó vô ngã như thế, thì để chúng ta làm chuẩn bị cái hành trang cho chính mình, chuẩn bị một cái tư lương cho chính mình, hay chuẩn bị cho mình một cái áo giáp để chống lửa, để chống đạn. Chống lửa đó chính là cái gì? Chống cái những cái lời khó chịu, cũng như là chuẩn bị cho mình khi được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc, nó được chữ ý như ý của mình, nó được vừa lòng khả thể khả lạc chính mình. Tất cả những điều đó nó đều là có cái sự nguy hiểm, nó có cái sự hầm hố, nó có một cái nó có những cái thuốc độc mà khi chúng ta hưởng rồi, khi chúng ta đã thọ dụng thì nó hết sức là nguy hiểm. Và cũng như đó cũng chính là đừng cái gì ngu si mà phải làm theo cái chuyện của mình mà nghĩ rằng tất cả những người khác không biết mình làm. Người không biết nhưng trời biết, đất biết. Đây câu nói hay lắm. Mình làm không ai biết nhưng sẽ có trời biết, đất biết. Nó trời biết đây tức các vị chư thần, chư thiên, âm binh, Atula thì ta biết. Mà đặc biệt các vị chư thiên ta biết. Mình làm xấu cũng vậy, mình làm tốt cũng vậy, cũng không cần phải khoe. Bởi vì mà một cái điều căn bản là cái gì? Mình làm xấu là nhân quả biết, ác quả biết. Và mình làm thiện cũng cần người khác biết, tức là thiện quả nó sẽ biết và trả quả thiện. Còn làm ác nghĩ rằng không ai biết nhưng nó sẽ trả quả ác, đến khi quả nó xuất hiện, chúng ta lăn lóc, chúng ta khổ đau và chúng ta than thở, chúng ta than trời trách đất, thì tất cả là muộn màng, tất cả là không có có điều được cái sự tốt đẹp cả. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài kinh văn hôm nay chính là nổi lên một cái ý nghĩa của cái sự tu tập, một sự huấn thị, một sự nghiêm thị mà một Kiều Liên này dạy cho người cháu của mình đã nhập vào ngài, và ngài cảnh báo cho những cái sự nguy hiểm không nên, đừng có làm như vậy, đau khổ rất nhiều ở hôm nay cũng như ngày sau. Giờ xin có đôi điều trình bày cái bài kinh hàng ba là như thế. Nếu có điều chỉ sẽ thích của kinh nữ mong chư tăng con nghĩ bổ túc qua những sự thảo luận cho được hoàn mãn, và kính mong toàn thể quý vị con nghĩ, và kính chấm dứt thời gian trước nơi đây. Những khi chúng ta kính dân Phật Phương Lành được trải đến thức tư đại thiên vương, các vị trẻ tiên một địa chẳng pháp, phải nói hưởng phước này đến thân bằng nguyên thuộc, đến tất cả các quý trị thần tư tiên, tất cả chúng sinh tại chùa một cũng dễ nơi quý vị, xin tất cả được an lạc, được tăng hóa trong Phật Pháp, và mong cho tất cả đều được an lạc. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Di Đà. Sa thú kính kính thưa toàn thể quý vị. Bạch thưa thầy sư, xin được hỏi là thưa thầy có nghe được không? Nếu thưa thầy sư còn ở trước máy sinh thì tôi hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thưa thầy sư, thưa thầy có nghe được không? Thưa thầy pháp tân ơi, thưa thầy có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thưa thầy pháp tân có thể trả lời cho cô thảo luận số học sinh thì tòa hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Thì đó, ở trong bài kinh này thì chúng ta thấy có một sự kiện, đó là các gia chủ vì cư sĩ đó, họ bị những cái sự chi phối của ác ma, chúng ta tạo gọi là ma ám, nên đã quỷ bắn Phật, quỷ bắn Pháp, quỷ bắn Tăng. Thì nếu một người mà bị ma, ác ma chi phối như vậy, mà họ làm những ác nghiệp cực trọng như vậy đó, thì có bị quá khổ không? Xin thưa tòa Pháp Tân Khoa Nghị giải thích kịp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng.
Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Từ Trì cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Và ở đây thì con nghĩ rằng chỉ một người mà bị ác ma chi phối, ví dụ như là một người cư sĩ, mình hiểu là như thế này, con nghĩ rằng là cái người mà mình không có tu tập, hay là mình không có trau dồi cái nội tâm của mình được vững á, thì cái phiền não sẽ sanh khởi lên. Thì cũng giống như là một cái ác ma vậy đó. Ác ma thì theo con nghĩ rằng là như thật là một cái vị trời ở cõi trời tha hóa tự tại. Và ác ma là một cái sự thử thách, là một đối tượng để thử thách những cái người tu. Trong đó có các vị đệ tử của Đức Phật. Thì như là một cái điều là khi mà ác ma trói buộc, cái lưới ác ma mà bao phủ đó, thì là những cái người mà mình phàm phu, hay là những người mà mình không có trau dồi tu tập cái nội tâm của mình đó, để cho phiền não dấy lên thường xuyên như vậy. Thì giống như mình nói là nổi tâm bành lục tặc, tức là mình nổi tham si lên như vậy, có nghĩa là ác ma đã bao phủ. Thì con nghĩ rằng là một người mà do phiền não, là do cái tham sân si đó nó chi phối, thì từ đó đem ra cái, đặc biệt là cái lòng sân hận đó, thì khi mà mình quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng, thì con nghĩ rằng cái người đó họ cũng bị cái quả báo khổ. Thì ở đây đó thì khi mà mình một cái người giống như là một vị xuất gia vậy đó, một vị sa di là một vị tỳ kheo, đặc biệt là một vị sa di mà đem cái lòng mà quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng, thì một trong những cái hình thức mà bị coi như là bị từ chối khỏi tăng đoàn, không chấp nhận cái đời tu nữa. Thì nếu như một cái người tu cũng vậy, một cái vị xuất gia là một vị tỳ kheo, thì như là một trong những cái bài kinh mà gọi là bài kinh mà gọi là những gọi là một người mà không có mất cái niềm tin Phật, mất niềm tin Pháp, mất đi cái niềm tin Tăng, mất đi cái niềm tin pháp hành của mình, hay là mình bất mãn bạn đồng phạm hạnh, thì đó là những cái tâm mà gọi là tâm quan vu, làm trở ngại cho cái sự tu hành của mình. Bởi vì một khi mà mình đã cố ý thì bị cái phiền não, bị cái chi phối của ác ma đó, do vậy thì một người mà sân hận, ví dụ như mình thấy rằng đặc biệt là mình quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng, xóa bỏ đi cái niềm tin, mất đi cái niềm tin Phật, niềm tin Pháp, niềm Tăng, là đem cái lời mà quỷ bán, hay là đem cái lời mà không hay để mà quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng như vậy, thì con nghĩ rằng cái quả báo cũng có, quả báo nó thật sự là khổ. Bởi vì ở đây đó thì một người bình thường á, khi mà mình nói xúc phạm đến họ đó, thì mình nghĩ lại cái lòng của mình, nghĩ cái tâm của mình, lời nói của mình buông ra, thì có khi đó mình cũng bị gọi là mình có lúc mình cũng hối hận với cái hành vi lời nói, hành vi của mình. Huống chi là một người mà cố tình để mà phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng, thì con nghĩ cái quả báo mà xúc phạm đến tăng chúng đó, thì, hay là xúc phạm đến giáo pháp, hay là xúc phạm đến Đức Phật đó,
thì con nghĩ rằng cái quả quá nó lớn lắm. Mình nói một cái người bình thường thì mình cũng đã tổn cái phước, cái đức của mình rồi, thì khi mà mình có cái lời xúc phạm, huống chi là mình đụng phạm đến cái ba cái ân đức cao quý là Đức Phật, giáo pháp và những thánh đệ tử của Đức Phật chúng tăng, thì con nghĩ rằng cái đó là một cái sự trở ngại lớn cho cái đời sống tu hành của mình, đặc biệt là khi mà ác nghiệp tạo ra từ thân, khẩu và ý, thì nếu với cái tâm mà bất thiện và có sự chủ tâm bất thiện đó, cho nên cái người đó họ mới phỉ báng. Khi phỉ báng như vậy thì cái quả báo nó cũng rất nặng. Quả báo có thể sanh từ khổ cảnh, sanh lại khổ cảnh, sanh lại những cái cảnh giới khổ đau. Và do vậy đó thì con nghĩ rằng một cái người tu tập thì cần phải cẩn trọng trong cái hành vi của mình, trong đó có lời nói và hành động, và ngay cả cái sự suy nghĩ của mình. Lúc nào mình có cái sự hướng thiện, hướng đến những cái pháp chánh pháp, cái nội tâm ở trong lòng có đề mục, có cái sự tu tập của chính mình, thì mình có thể trau dồi được cái nội tâm, trau dồi được cái nội tâm. Và khi mình sống ở trong cuộc đời này, mình có những sự ứng xử, khi ứng xử mà có cái chánh niệm tỉnh giác thì mình cũng không có những cái hành vi sai phạm. Còn nếu như mà mình không có cái sự tu tập á, thì không có một cái sự thu thúc đối với cái nội tâm của mình, và mình cũng không có biết được cái lời nói hành động của mình. Một khi mà mình thốt ra rồi, một khi mà mình đã hành động rồi, thì cái quả đó đó, con nghĩ rằng nó trổ ra rất rất là nặng. Không phải chỉ một kiếp hai kiếp đâu, mà có nhiều kiếp sanh ở trong khổ cảnh. Đặc biệt là khi quỷ bán Phật, quỷ bán pháp, quỷ bán tăng ở đây nữa, thì còn có cái nghĩa nữa là cái người mà hiểu sai về Phật pháp tăng, rồi cái người mà thực hành sai về Phật pháp, thì cái đó nó cũng là một cái đường lệch lạc làm cho mình khổ sở. Khi mà mình quỷ bán Phật, quỷ bán pháp, quỷ bán tăng á, là cái chỗ mà mình nghĩ rằng ba cái nơi để chúng ta nương tựa, mà quỷ bán Phật, quỷ bán pháp, quỷ bán tăng là cái chỗ mà chúng ta phá đi, hay là chúng ta không còn chấp nhận cái chỗ nương tựa của mình nữa, thì hẳn là chúng ta sẽ sanh trong khổ cảnh. Rồi là cái đường mà hướng thiện cho chúng ta, cái mầm mống mà gọi là hướng đến Phật pháp, giác ngộ trong tương lai, chúng ta cũng đánh mất luôn. Và do vậy đó thì trong đời sống hàng ngày, trong cái ứng dụng, con nghĩ rằng cái đời sống hàng ngày đó, thì khi mình nói năng, mình suy nghĩ hay là mình hành động, mình có si tư, luôn luôn nghĩ đến cái hậu quả của nó, luôn lên nghĩ cái quả báo, không phải là nóng giận một lúc hay là tham lam một chút mà mình quên lấy mình, rồi mình gieo ra cái nghiệp khổ thì mình phải lãnh lấy. Cái thứ hai nữa là mình đánh mất đi cái chỗ nương tựa cao quý của mình, thì cũng không biết là chỗ nào để chúng ta nương tựa. Và do vậy là chúng ta sanh khổ cảnh, là chúng ta đi triền miên mãi mãi, nó cũng không khó trở lại lắm. Đặc biệt là cái người tạo ác nghiệp nhưng mà có cái ác kiến này, cái tà kiến sai lệch nữa, thì cộng hai cái đó lại nữa thì có lẽ là đi hoài, đi xa, đi trong khổ cảnh, đi hoài cách xa vậy thì khổ lắm. Còn nếu như một người mà tạo ác nghiệp thân khẩu ý, vì hoàn cảnh nào đó họ tạo cái ác nghiệp thì họ phải lãnh lấy cái quả đó thôi. Nhưng mà họ vẫn có cái niềm tin đối với Phật pháp tăng, họ sống đúng, hiểu đúng với Phật pháp, chánh pháp. Như vậy thì ít ra thì họ cũng còn có đường để trở lại. Còn một cái người mà có ác kiến, phỉ bán Phật, quỷ bán pháp pháp tăng, hiểu sai về Phật pháp tăng, thực hành sai về Phật pháp tăng, thực hành sai về giáo pháp đó, thì cái đó con nghĩ rằng là đi xa lắm. Họ tạo cái ác nghiệp rất là lớn khi sanh vào trong khổ cảnh. Thật sự ra thì chúng ta không không có
thấy được cái ác nghiệp của mình, quả báo trong tương lai, nhưng mà chắc chắn điều đó nó sẽ có. Rồi cũng không ai thấy được cái thiện nghiệp của mình, cái quả của thiện nghiệp ở trong tương lai. Nhưng mà rồi chúng ta thực hành, chúng ta cảm thấy an vui, thì chúng ta hiểu ngay đó là cái kết quả có sự an lạc trong đời sống hiện tại. Vì vậy cho nên là trong cái đời sống tu tập, thì con nghĩ rằng tránh đi cái sự làm cái gì, nói cái gì, để rồi gây ra cái quả báo khổ, thì đó là sự xâm nhập của ác ma. Mình chưa có giác ngộ được thì mình dễ dàng bị ác ma. Ác ma nó thử thách là cái kiểu mà tam bành lục tặc, tham sân si của mình khởi lên mà mình không có kiểm thúc được. Khi mà mình không kiểm thúc được thì khẩu nghiệp bất thiện hay là thân nghiệp bất thiện tạo ra thì dẫn đến cái quả báo khổ. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thuộc cái kinh Thượng Tọa Pháp Tịch Bạch Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa có nghĩ dạ. Bạch Thượng Tọa Tự Siêu muốn hỏi Thượng Tọa một điểm nhân câu trả lời của Thượng Tọa Pháp Tân. Có nhiều người thắc mắc như vậy là ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là nghiệp á, là chính là do chủ tâm tạo tác, tức là Chetana là chủ tâm quan trọng. Nhưng mà thực tế trong đời sống hàng ngày đó, là dù là mình thọt tay vô trong cái lò than thì mình cũng phỏng. Nhưng mà mình không có thọt tay vô lò than, nhưng mà người khác họ cầm tay mình, họ thọt vô trong cái lò than, mình vẫn phỏng như thường, mặc dù là mình không có ý thọt tay vô than. Thì cái nghiệp mà mình tạo nó có giống như cái trường hợp mà dù là mình cố ý hay không cố ý thì nó vẫn có quả như vậy phải chăng? Xin Thượng Tọa khoan hỷ nói rõ thêm về điểm này, kính thưa Thượng Tọa. Anh là một thầy nhỉ? Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, ở trong luật như vị tỳ kheo như hành động có hai trường hợp mà Anapati là không phạm tội. Một là Ummataka, tức là bị điên loạn. Hai là Amanusa, vì là cá, tức là bị phi dân ám. Thì vì tỳ kheo mà bị ma nhập do hành động, hành động như vậy, hành động phi pháp phi luật, phi pháp phi luật, thì không phạm tội. Chẳng hạn như là bình thường vị tỳ kheo mà ăn thịt tươi, thịt sống thì phạm tội, nhưng mà lúc bị ma nhập á, mà bị đó có xé thịt sống ăn thì vị đó cũng không phạm tội, là tại vì vị đó bị ma ám. Rồi vị tỳ kheo điên loạn là bị bất trí, loạn thần kinh, thì hành động của vị đó không kiểm soát được, không có chủ động được, cái này cũng không phạm tội. Thì xét về luật là như vậy,
đây khi chúng ta nói đến vấn đề nghiệp quả, thì khi một người điên loạn và họ hành động, họ không có kiểm soát được chính bản thân, thì cái hành động đó nó không có tác thành nghiệp. Còn riêng về cái trường hợp mà người bị ma ám, thì trong trường hợp đó cái tâm hành động nó lại là cái tâm hỗ trợ sát sanh kharika. Bởi vì theo trong tăng pháp đó, thì không thể hành động bằng cái tâm tư của người khác, không thể hành động bằng cái tâm tư của người khác, bằng chetana của người khác được. Dù là ác ma có thần lực, nhưng mà cái hành động đó, người ta ở ngoài người ta thường hay nghĩ tưởng rằng cái này là, thí dụ như một người mà bình thường thì họ ít ăn lắm, nhưng mà đến khi mà bị ma ám thì họ ăn rất nhiều. Bình thường thì họ không có thích giết hại, nhưng mà khi bị ma ám thì họ có thể xé gà ra họ ăn, xé vịt họ ăn, vân vân. Thì trong trường hợp đó, người ta thường nói đó là ma ăn, ma làm chứ không phải người đó làm. Nhưng mà không phải, thưa quý vị, người đó làm, nhưng mà do cái thần lực của ác ma, của phi nhân, nó ám ảnh, chúng ta gọi là ám ảnh, nó ám ảnh khiến cho làm, thì ít nhiều gì chetana của người này vẫn có khi mà hành động bằng cái tâm bất thiện hỗ trợ. Thì ở đây thưa quý vị, nhưng mà nói cho cùng thì dù cái người đó không có hành động bằng một cái sự tự chủ, chủ động, mà phải do một cái quyền lực để xui khiến, nhưng cái thường cận ý duyên của người này vẫn phải bị cái hậu quả đắng cay. Bởi vì vị thời diệt duyên, nó có một duyên hiệp lực Sapphaga, một duyên hiệp lực đó chính là thường cận y duyên. Ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu như vậy. Một vài điều tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2. Mà thường tôi chắc đẳng gần như nó mua của thầy vậy. Sa thú kính dân thưa thầy đại sư, và thưa thầy đại sư, nhưng nói về phước, nói phước quả đó, thì chúng ta thấy rằng ma vương là chúng sanh có đại quy định, cũng hay là như trong trường hợp là ác ma cũng có quy định chứ phải không có quy định, như vậy là cũng do phước. Nhưng mà tại sao có những chúng sanh mà có phước thì
họ sống tốt, và có những người có phước do cái phước là họ sống rất là ác. Thì trên phương diện nhân quả chúng ta giải thích thế nào, xin kính thỉnh thượng tọa Quan Thị trở lại. Nam mô Phật Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Để có được cái phước mà gọi là quy lực, mà làm cho nhiều người kinh sợ, làm cho nhiều người họ nể nang, thì cái phước đó có thể là họ làm bằng thân nghiệp, như là kính lễ bằng đáng kính, hoặc là bằng khẩu nghiệp, như là họ nói những lời chân thật, không nói dối, họ nói lời hữu ích, không nói lời vô ích, vân vân. Điều này ở trong cái bài kinh, bài tướng kinh Mahalakhana Sutta, trường bộ kinh có đề cập đến. Đức Phật có giải thích cái chỗ đó. Hoặc là người này có cái tâm xả tài bố thí, cái đó gọi là tạo phước, và cũng có nhiều quy lực để họ sanh về làm chư thiên. Nhưng mà tại sao ở loài người cũng vậy, mà chư thiên cũng vậy, có những người họ giàu có, họ có uy quyền, hét ra lửa, và họ trở thành độc ác với người khác. Chư thiên đã được sanh làm chư thiên thì do đại phước, nhưng mà tâm địa của nhà tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, khi một người tạo phước bằng cái trí tuệ chánh kiến, thì cái phước đó mới có thể là người sung túc về tài sản, có quyền lực, nhưng mà tâm địa của họ thì vẫn có thể sát số tự chủ được. Còn đối với người họ làm phước, họ chỉ nhắm mắt mà làm, vui đâu trút đó, và không có trí tuệ tương ưng, thì đối với người này đời sau sanh ra họ sẽ bị lạc lối. Tức là họ do nhờ cái phước mà họ giàu có, hoặc họ có nhiều quyền lực, nhưng do cái thường cận duyên đời quá khứ họ là phước ly trí,
Cho nên đời này, khi mà sinh ra là một người giàu có, họ vẫn có cái tâm địa xấu xa. Nếu sinh làm chư thiên thì cũng là chư thiên có cái tâm địa xấu xa vậy. Chính điểm này mà người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là như vậy, khi ta làm phước là phải làm trước, là phải đi kèm với cái trí tuệ. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong 10 cái vui nhất cái dấu thú, tức là 10 cái phước nghiệp sự, bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ, tính pháp thuyết pháp, hoặc phước tụy phước, thì người mà làm phước bố thí hưởng phước tụy phước ba pháp đó, nó sanh ra phước vật chất trong tương lai. Người mà giữ giới cung kính phục vụ, người đó có phước gọi là phước đức. Được sự an vui trong tương lai. Người mà tu tiến thính pháp thuyết pháp thì họ do nhân này họ tạo được cái phước trí. Nhưng mà trong chú giải nói rằng là riêng về cái điều thứ 10 quy nhất cái điều gọi là định thú chúc cả ta, để thú chúc cả ta quy nhất cái điều thú, tức là cải chánh tri kiến, tức là làm cho tri kiến được ngay thẳng. Thì cái này nó bao trùm cả ba là phước, là phước vật, phước đức, phước trí. Bởi vì một người có cái tri kiến ngay thẳng chân chính thì người này nếu mà bố thí thì họ sẽ là bố thí và có được cái chánh tri kiến, nên tạo được cái phước vật chất thù thắng. Sau này người đó sẽ hiện thiện. Người giữ giới cũng vậy. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu, nếu mà để cho tránh cái trường hợp là trong tương lai chúng ta sanh ra, mặc dù chúng ta có nhiều cái phước báo thần lực, nhưng mà sợ e rằng là chúng ta sẽ trở nên cái người hung tàn, độc ác, chẳng hạn như là ác ma trong bài kinh này. Thì trong trường hợp đó, chúng ta phải nhờ có cái trí tuệ, cái phước báo đó phải nhờ có cái trí tuệ mà chúng ta đào tạo quen rồi, nó trở thành cái thường cử duyên, và nó sẽ giúp cho giúp thì chúng ta trong tương lai chúng ta không có bị ác độc, không có bị phiền não chi phối. Ở đời quý vị thấy có những người không phải ai mà có phước tài sản giàu có mà người đó đều trở thành hiền thiện hết đâu, nó phải có liên quan đến trí tuệ, đạo đức, là phước. Ở trong đời quá khứ chúng ta có liên quan đến trí tuệ đạo đức thì trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta mới sống hiền thiện được. Còn nếu mà chúng ta chỉ làm phước xuông xuông,
làm phước vì danh, vì lợi, hay là làm phước vì người khác đốc, đốc suối, như cha mẹ hay bạn anh chị em, bạn bè mà khuyến khích làm phước thì thấy vui vui rồi đi làm phước, thì như vậy làm phước mà không có trí tuệ thì không có tạo được cái phước trí. Do đó nói tóm lại là có những chúng sanh tạo cái phước báo thần lực, nhưng lại là ác ma, bởi vì trong đời quá khứ khi ở cõi người họ cũng tạo phước, như cung kính bậc trưởng thượng, vân vân, thì họ sẽ sanh ra có nhiều cái phước báo, có thần lực. Nhưng mà vì cái thường cận ý duyên của họ là ly trí, hoặc giả là thường cận ý duyên của họ là họ có cái tánh đố kỵ với các bậc xuất gia tu hành vân vân, hay là với người khác, với cái tâm đố kỵ vậy mà họ chết, họ sanh làm ác ma, làm phi nhân dữ. Còn chúng ta tạo phước đó thì để trở thành chúng sanh hiện thiện, thì chúng ta tạo phước đến khi chúng ta tạo phước, chúng ta luôn luôn nhớ dùng cái tuệ quán, nhờ cái trí tuệ chúng ta theo cái khuynh hướng tốt, thì đời sau chúng ta sanh ra chúng ta mới được cả hai phương diện, giàu có và có cái tánh hiền thiện. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua một vài điều ở cái câu hỏi thảo luận số 4 năm 4 của Thầy. Sao thú cái chân thực tập thực siêu? Mà thực tập thực siêu có điều này nó mang tới cách suy luận thôi. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong kinh rất nhiều trường hợp ác ma ám ảnh tâm tư của những gia chủ. Thí dụ như Đức Thế Tôn đi khất thực, Ma Vương ám ảnh các vị gia chủ, họ không cúng dường lại Đức Phật. Hay hoặc giả là Tôn giả Ananda bị Ma Vương chi phối, ở trong một thời khắc nào đó khi Đức Phật kể gợi ý thì Tôn giả Ananda không có trả lời một cách thích hợp. Hay trong trường hợp này là ác ma nhập vào các vị gia chủ, mạ lì hay là ca ngợi chư tỳ kheo vân vân, thì Đức Thế Tôn Ca Cú Sanh Thát này cũng không làm gì để dùng cái Phật lực để khiến cho các vị gia chủ không bị ma ám, mà thay vào đó Ngài chỉ khuyên các vị tỳ kheo là tu tập quán về bất tịnh, hay là quán về tu tập tâm từ bị hy xả thôi. Thì dĩ nhiên là chuyện của Phật thì Đức Phật biết, nhưng mà tự tòa tự siêu có thể nghĩ trên phương diện lý giải nào đó thôi, sự suy luận là tại sao Đức Thế Tôn không can thiệp vào cái sự chi phối của ác ma đối với tâm tư các vị gia chủ không? Xin kính thỉnh chuyên tòa khoan nghị trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hành xử như vậy mới là một vị Phật. Hành xử như vậy mới là một vị chánh đẳng giác. Chứ nếu mà hành xử theo cách nghĩ rằng với ác ma chỉ là tách riêu thôi, với cái thần lực ta cũng
ta có thể giúp phục được hắn. Thì trong trường hợp đó có cái tâm háo thắng như vậy thì không phải là Phật, không phải là một cái đẳng giác rồi. Ở đây thưa quý vị, nó có ba cái lý do để chúng ta nói đến trong trường hợp này. Thứ nhất, ác ma nhập vào tâm của các cư sĩ để tán thán hay là để phỉ báng các vị tỳ kheo. Trường hợp này chỉ có Đức Phật biết. Nếu như Ngài dùng cái thần thông để mà cảm quá ác ma đó, thì trong trường hợp này không có giúp ích được gì cho các vị tỳ kheo cả. Mà sau này dầu Đức Phật Ngài có nói, Ngài nói nếu Ngài có nói rằng này các tỳ kheo, lúc đó ác ma đu si nhập vào các cư sĩ để tán thán hay để phỉ báng các ngươi, nhưng mà Như Lai đã dùng thần lực để tiêu trừ ác ma rồi, cho nên các vị gia chủ đó không có bị ám, và các ngươi cũng không có bị chi phối. Nếu mà Ngài làm như vậy đó thì mất đi một cơ hội để mà hướng dẫn cho các vị tỳ kheo tu tập cách thích đáng khi gặp nghịch cảnh. Nghịch cảnh người ta khen hay là người ta chê, hoặc nghịch cảnh người ta tán thán hay phỉ báng, thì trong trường hợp đó Đức Phật Ngài nhân cái cơ hội này để Ngài dạy các vị tỳ kheo ứng phó bằng cách là tu tập như vậy như vậy. Cái đó là nó lợi điểm cả hai phương diện, giúp cho các vị tỳ kheo có được cái pháp nhẫn nại và có được cái sự tu tập vì chánh niệm tỉnh giác. Và như vậy thì sẽ khiến cho ác ma nó cảm thấy rằng nó cái thần lực của nó không hiệu quả, mà nó mắc cỡ, nó biến mất. Thì ở trong trường hợp này chúng ta cần phải hiểu như vậy. Bây giờ xin kính cung thỉnh tượng tổ giác đẳng trở lại Nam Mô Thầy Giờ. Sau thu cái trình truyền tập thầy sư, bây giờ để thỉnh sư huynh đi nghỉ, và thưa quý vị còn một vài phút sau cùng của lớp học ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điều liên quan đến bài kinh này. Trước nhất là
Nếu chúng ta đọc kỹ trong Tam Tạng Pali thì trong kiếp luân hồi mà những vị nào tu tập, mặc dù là cũng tu tập nhưng mà có cái khuynh hướng thiên về trí tuệ như là tôn giả Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì tương đối tu tập rất là thoải mái, rất là an lạc, rất là nhanh chóng. Nhưng mà những vị nào mà nghiêng về thần thông như tôn giả Mục Kiền Liên thì tu tương đối hơi vất vả. Và ở trong quá trình tu tập thì thường tạo nhiều cái ác nghiệp, và do ác nghiệp nên sanh trong kiếp hiện tại đó, mặc dù đắc đạo chứng quả nhưng mà bị một số các ác quả, như là đệ nhất thần thông ở ngày Mục Kiền Liên, hay là đệ nhất thần thông ở bên Ni là Thánh Ni Upalavana cũng vậy. Ở đây thì chúng ta không nói rằng cái nào đúng cái nào sai, nhưng mà chúng tôi muốn nhắc là hai vị thường thủ thinh văn đệ tử Phật, tôn giả Xá Lợi Phất giống như Quang Văn và tôn giả Mục Kiền Liên giống Quang Võ vậy đó. Thì cái vị mà đi bên ngành võ đó thì thường là ở trong kiếp luân hồi hay tạo nhiều cái bất thiện nghiệp hơn và đời sống tương đối vất vả hơn tôn giả Mục Kiền Liên một phần. Và ở đây một điểm khác là Đức Thế Tôn Kakusanta không có vị phải là một vị Thế Tôn xuất hiện lâu đâu. Ngài Kakusanta rồi sau đó là Ngài Konahamuni, sau đó là Phật Ca Diếp và tới Phật Thích Ca, chúng ta là bốn vị Phật đã ra đời ở trên trái đất này. Thì Đức Thế Tôn Kakusanta là vị Phật ra đời đầu tiên. Thì lúc đó thưa quý vị, Ngài Mục Kiền Liên này đã tròn đủ ba la mật hạnh rồi, đủ ba mật hạnh tức là Ngài có khả năng chứng quả độc giác rồi, nhưng mà do cái quyền lực trở thành thượng trụ sinh văn, Ngài trở thành vị thượng trụ sinh giao văn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thưa quý vị, từ thời Đức Phật Kakusanta cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài Mục Kiền Liên phải sống trong địa ngục rất lâu, rất nhiều kiếp. Trong lúc đó Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài sanh về cõi Phạm Thiên. Về phương diện mà tướng mạo đó thì Ngài Mục Kiền Liên ngày không được như Ngài Xá Lợi Phất. Và ngay cả trong Xá Lợi của Ngài Mục Kiền Liên thì màu nó cũng khác với cái màu Xá Lợi của tôn giả Xá Lợi Phất. Ở đây thưa quý vị, cũng phải nói một điều là cả hai vị đều có cái sự tu chứng rất cao, cao lắm, trở thành những bậc thượng thủ tinh văn. Nhưng mà do cái quá trình tu tập đó, có hai cái khuynh hướng khác nhau. Và tôn giả Mục Kiền Liên đôi khi ngày quở trách, ngày khiển trách chư thiên ma vương trong cái quở trách của một người đã từng trải qua những cái khổ nghiệp. Trong khi đó Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài dùng cái năng lực của trí tuệ để Ngài giảng dạy chánh pháp. Cũng tương đối hơi khác. Và rất là thú vị là hai vị lại là những vị rất là tâm đắc nhau. Sau cùng, chúng tôi muốn đề cập trong bài kinh này, mặc dù nội dung của bài kinh có rất nhiều cái tính, nhưng mà căn bản vẫn là nếu chúng ta thấy ở trong cái sự điên đảo của thời thế đó, điên đảo là do tự lòng người hay do con người bị tác động, thì vấn đề quan trọng nhất không phải là chúng ta thù hận hay chúng ta cãi vã hay là chúng ta hơn thua với cuộc đời, mà quan trọng là sự tu tập của chính mình. Chư tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn Kakusanta đối diện trước sự phỉ báng hay đối diện trước cái mồi danh bả lợi thì Đức Thế Tôn Kakusanta vẫn dạy rằng các con phải tu tập, và tu tập quán về vô thường, quán về bất tịnh để không bị nhiễm theo cái danh và lợi, cung kính lợi đắc, mà tu tập về tâm từ bi xả để hóa giải những hận thù, những lời phỉ báng. Nói cho cùng thì ở trong cuộc đời này thưa quý vị, chúng ta không thể thay đổi thế giới này,
Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được lòng mình, chúng ta có thể thay đổi nội tâm của mình, chúng ta có thể gìn giữ được cái bản tâm của mình. Do vậy, nó là một phương thức mà chư Phật đã truyền dạy trong quá khứ, hiện tại và tương lai như vậy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào trong được thuyết giảng đến đây quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng tâm room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Để kết thúc trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư và cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ. Xin cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Yang kinci kusala kamang kapa pangiriya mama kaye na vaja manasa dilase sukatang katang yeta pasani no atiye yasata pasani no katang bunya palang mayang sape paki pawantu te yetang katang suritang gendang bunya palang mayang yeta tanaja nanti deva gantoa.